Repson, bí quyết tạo nên mỹ phẩm của người Nhật. Repson, còn gọi là bọ yên chi. Loài Repson này thường sống bám vào các cây xương rồng, tụm lại từng nhóm để hút chất nước của cây. Sắc đỏ yên chi là do chất axit carminic trong bọ. Người ta dùng sáp Repson khô hoặc trứng của nó để làm màu đỏ tự nhiên. Màu đỏ này thường được dùng trong mỹ phẩm, thực phẩm, vải, sơn. Các cây sa thường sẽ bôi một ít Burnie, một loại bột màu đỏ làm từ dầu khoáng và Repson lên lông mày trước khi kẻ lông mày bằng chì đen.